Có hai em này ngồi đây nè. Cái xin nha. 100 một tiếng à, 100 nào. 102 tiếng, 1 tiếng 5 xuống. 1 tiếng 5 xuống. Thuê không? À, hai em ơi. À, xin thế nha. Kia là khu vui chơi cho trẻ em đấy. Kia, thằng nhỏ kia đi xe tăng à. Đi mỏi hết cả trơn. Lâu rồi không đi bộ. Những cái này đẹp hết đấy. Nhìn quá rộng luôn. Bên kia cũng có này. À, chỗ này đẹp đấy. Người đồng hành cùng mình bây giờ có 3 người đi cùng mình nhá. Bây giờ họ đang đi chơi rồi, 3 ông này đang đi chơi mọi người ạ. Đây nhá mọi người nhá. Có 3 ông này đi cùng nhá mọi người nhá. Chào mọi người, chào khán giả đấy. Chào khán giả đấy. Đây là hồ cá tự nhiên, được phép câu cá. Này, chỗ này được phép câu đấy mọi người nhá. Mình cùng nhau đi lượn lờ và vòng quanh cái hồ đấy nha mọi người nhá. Nha mọi người nhá. Dạ. Thiếu là vợ đúng không? Cái ba ông này. Đây mọi người nha. Mình đi vòng quanh cả bờ hồ này đến tối cũng không đi hết được hết đâu. Chà. Bên kia là cái vòi nước nhỉ. Vòi nước. Thì mình đi. Cảnh mát thật, nhiều cây cối. Đây mọi nha. Gió rất là mát. Chà. Thôi con đấy em thả luôn em cột vào. Dạ, được. Được cá nhiều không đấy? Thiếu ơi, được cá nhiều không? Đã ăn được con đáy rồi, mấy câu lâu chưa? Công viên Lê toàn cây cối mọi người nhá. Đây, quá rộng mênh mông luôn. Đây mọi người. Quá là rộng luôn đấy. Bây giờ trời mát rồi. Bên kia là có người tắm. Vợ chồng thiếu à. Đây à, làm gì đấy? Đây, câu chín nha mọi người. Đây à. Đấy, tạo dáng cho bảy. Kia có một cái cầu gì đó. Thôi đánh ra.
vào trong này mới mát thôi. Kia là hồ gì đấy? Trong này mát tí, bên kia này nắng nóng. Bữa đầu. Đi đi, ra chỗ đây đi. Nắng thật nóng. Có cá không nhỉ? Dạ, nhìn cũng được đấy. Trời ơi, ai thả bỏ cái cốc này đây thế này. À, chụp ảnh. Là chỗ này nè. Mình đi bộ hết cả buổi chiều. Còn không đi hết cái khu công viên này. Khu vui chơi này. Vòi nước. Nhìn cũng đẹp phết đấy nhỉ. Không đẹp mấy đâu. Cây này là như cây chuối. Có phải là cây chuối không? Như lá chuối. Gọi là chuối gì nhỉ? Mình cũng không biết luôn. Này. Cây chuối mà như thế này đây. Mình cũng chịu luôn đấy. Chà, nhiều người rất là lông luôn. Tí chiều về tối về là có nhiều người hơn đấy. Đây. Đang lắng hiểu không? Cái này mà ngồi tới nữa đấy. Trẻ, già, gái, trẻ. Có hết. Công viên này rộng nhỉ. Có cảnh nữa chứ. Hôm nay mát tầm tí nữa chả, cái gì thế kia? Nhà. Cái này là cái gì đây anh Nhân nhỉ? Anh Nhất. Đi. Ngồi thế nào cũng không ngồi. Đi vòng. Cầm cho anh nè. Bây giờ trời mát rồi.
hết chỗ kia đi. Công viên này rộng đấy. Bên này là tượng trụ chính. Hoàng Hoa Thám. Này tối lắm. Hoàng Hoa Thám. Đấy. Quay bên này này. Để chết kia thôi nè. Rộng thế. Quá rộng luôn. Cái kia là những dòng chữ gì đấy nhỉ? Đi bên đằng sau này nè. Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Cái này là tư liệu à? Đây là tư liệu gì đấy? Lần đầu tiên đi xe này mọi người ạ. Đấy. Rồi ơi. Xe này đi hơi phê lắm. Đi cho tôi mới hơi phê luôn. Đấy nhá mọi người nhá. Từ từ từ. To đấy nhỉ. Bịt ta. À, cái này là hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Chà, to phết đấy. Quá đi hẳn mệt mỏi. Mỏi hết cả trơn. Chắc mình đi vào cái công viên này tới sáng cũng không đi được hết. Đi thì hết, sắp hết rồi. Vòi phun. Phết nhỉ. Cái kia là cây gì đấy? Trời. Mình thì cả xe lạp, xe máy đi vào trong này à? Đi đâu không thấy gái mọi người nhá. Đấy, gái xinh chưa? Đây.
là lông con mọi người, cả như người luôn đấy mọi người. Kìa, nhiều người luôn đấy. Tay à? Chà, đây mọi người, đấy cậu ông anh này này, đây, nào nhìn sang cam thế nào? Ôi, gã từ chưa làm cái này làm gãy vòng vẹn mặt. Ngồi lên này, ngồi làm cái đâu không? Cái này ngồi, ngồi. Mày để chà, đứng lên. Gái xin đi mọi người ơi. Qua chỗ thành lại. Có cả gái xinh luôn lên đấy. Không, cho mọi người xem nhé. Ấy da. Đấy. Thấy chưa? Nè. Mình đi công viên chơi lại gặp hai vợ chồng trẻ đây. Đến cái khó là anh thấy thằng này mà còn mày thì anh chưa biết được. Trong công viên này chủ yếu là cây cối. Kìa, vịt lạp. Ôi dồi ôi, chói thế. Nắng quá. Đấy nha mọi người nha. Bảo ông kia đang đi bên kia nha mọi người. Đấy nha mọi người nha. Vòi phun nước kìa. Mọi người thấy chưa? Đấy. Phóng to cho mọi người xem nha. Đi đi, mình sai bên kia đi. Đi. Nào, rộng luôn. Bây giờ trời vẫn lăng nắng ấy mọi người. Chà. Có hẳn là hai em xinh xinh như này mọi người. Đấy. Lập vịt đã bây giờ có không? Cái này là chọi nhà gì đấy? Nhà nhốt cài bát TV vào đấy. Hay nào? Đây. Này có bóng nháy à? Đèn led à? Đây này. Cái này con nai hay con gì đây? Nai hiêu à? Chả biết là con gì luôn. Này. Này gọi là xe gì đấy nhỉ? Đây.